Chuẩn bị đáp con diều 4 mét này, 4 mét mấy? 4 mét 2 à? 4 mét rồi. 4 mét. Quán thứ mới lên à? Vừa lên xong à? Thứ ra ra trước Thứ ra trước à? Thứ ra trước hay là trước. Rồi, đang đáp con diều này đây. Chuẩn bị bỏ ống sáo vào. Rồi, chắc chắn mà. Đang ráp chuyển độ sáng này luôn. Ngon rồi. Đi 60. Đi 65. Đi 65 hả? Đi 65. Mềm dẻo. Gió ngon mà. Gió ngon phết đấy. Gió kẹp mà. Rồi, một con đang bay diều bẹ đang 4m2 đang bay nha. Lên trên rồi ha. Diều bẹ. Rồi, chúng ta đang ráp con diều 4m nữa. Rồi, đang ráp hai ông bạn đang ráp con diều nha. Sắp xong. Nay gió rất đẹp luôn. Mới có 3 giờ mấy thôi, gần 4 giờ mà gió tuyệt vời. Rưỡi tối á, lúc 6 rưỡi ấy. Kiếp khủng quá gió. Thấp này á. Đấy. Nhẹ tầm 4 mét mang này chứ không. Đúng rồi, cái 4 mét là cái sáo này thấy nhẹ quá. Kia 4 mét bèn ký 7. Con này chắc mấy lạng nhỉ, 8 lạng thôi, chắc 7. Chứ ở con nhắm nhắm là nó cầm thấy nó có ập diều đấy, thấy mà ập diều. Rồi đang cột chi đuôi ha. Chí măng hiện ra cũng ra này xem lại. Đấy, con này đang bay sáo hoa âm không hiện? Còng vang hả? Cái này còng à? Hay ở quê còn gọi là còng gọi hồn. À, còng gọi hồn. Ở quê gọi còng gọi hồn. Con này đang bay nha. Rồi, công đoạn cho bay con này nhá. Ok, ra bãi chiến trường cho bay. Tôi chuẩn bị lên con này nhá. 1, 2, 3 lên. Tôi nhìn thấy là lắp diều xong rồi. Chưa mưa. Rồi, đang xả dây. Đang bơm maximum luôn. Ôi trời, nó bơm gió, gió bơm đã luôn. Rút. Líp luôn, líp luôn. Líp luôn rồi. Đang líp rồi. Hai con này nha các bạn nha. Hai con ở trên cao lên một con này. Đấy, đang ngất lên đây. Ơi, đang ngồi ăn quả khứ dây hơi đớt rồi đấy. Đó, cắt đâu? Cắt rồi. Đó. Ăn về bên cầu lên khứ ơi. Về cổ nó căng phết đấy. Gió lên căng phết đấy. Cột ngay đây luôn. Rồi. Gió đẹp quá. Đang dẫn hai con bò. Đang dẫn hai con bò lên cầu nhá. Đấy, dùng hết sức bình sinh. Đang. Rồi, đang cột nhá. Hai con diều của chúng ta đây. Trên bầu trời. Cao phết rồi đấy. À, 350 mét. 350 mét. Hai con. Bên này một con, bên này một con.
Mới đấy cột ngoài. Cột từ đâu? Đó này. Rồi, đang cột vô rồi. Ok. Đấy. Có gì thì nhét vào đây. Gió trên lại tụt rồi kìa, con của. Không có. Gió trên không có. Gió trên lại tụt rồi kìa. Con của Khứ đang tụt rồi kìa. Rồi, đang tụt rồi đó, con của Hiện tụt rồi. Rồi, trên bầu trời của chúng ta đây. Các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau. Thả diều khu vực quận 12. Xin chào, hẹn gặp lại.